Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên nào cùng vui trong ánh đao vàng rằng người bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam nối tấm gương đại thích ca giải thoát chúng sanh chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình bao mối vui lành tràn lan hang tan đau đớn chắp tay ta cùng dưới đại diện hâm kề đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất bản đang chung làm sao cho đóa sen người đời đời ngát hương muôn phương thắm nhuần Phật giáo Việt Nam Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên nào cùng vui trong ánh đao vàng rằng người bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Dạ, Ngọc Liên xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của VVA Radio 1600 AM và kênh YouTube Huy Tâm Channel khắp nơi. Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì? Khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang, hay là xấu xí, nghèo nàn khổ đau. Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp, nghèo giàu mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, yên vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lay. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi tranh lợi xưa nay chuyện thường. Thế nhân cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây oan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc đúng sai, nghiệp dày phước mỏng, đức tài chứa sâu. A Di Đà Phật. Ngọc Liên xin kính chào thầy và vô cùng cảm niệm công đức thầy đã đến đây với chương trình hôm nay. A Di Đà Phật. Chào cô Ngọc Liên, chào anh Huy Tâm. Xin gửi lời chào đến đại chúng. A Di Đà Phật. Thưa thầy, trước khi đi vào bài giảng hôm nay, Ngọc Liên xin đọc lá thư của một Phật tử từ Portland, Oregon gửi về có nội dung như sau. Kính thưa thầy, con thường nghe người ta nói đến chữ nổi cơn tam bành lục tặc, mà con không hiểu tam bành là gì và lục tặc là sao. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con xin cảm ơn thầy. Kính chúc thầy cùng ban biên tập Tôn giáo và đời sống thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật, Liễu Lê, Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Xin mời thầy cho lời giải đáp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
để trả lời cái câu hỏi của bà Liễu Lê cũng như trả lời chung cho đại chúng. Nói về tam bành lục tạng thì thật ra đó là ở trong Phật giáo nó không phải có cái từ Phật học, mà tam bành là một cái tiếng cũng như là từ thiểu địa phương để tiêu biểu cho một cái lời nói để bày tỏ. Tam bành có nghĩa là tam nghiệp. Tam nghiệp có gì? Tam nghiệp có nghĩa là thân, khẩu, ý. Thì trong cái lục tạng thì trong cái thân của người mình nó gọi là có ngũ ấm. Thì ngũ ấm là gì? Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là sáu căn, thường thường người ta gọi là lục tạng. Rồi sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đó là sáu trần. Tại sao người ta gọi là tam bành lục tạng? Cái tam bành tức là thân phóng tâm thống thân, mở cái thân ra. Ví dụ như bây giờ một người này, người A với người B cãi vã lẫn nhau, sân giận, nó nói năng lẫn nhau, thì cái người B mới đứng lên thấy vậy, nói: ủa, hai bà bữa nay, hoặc là hai ông bữa nay sao mà mở cái tam bành lục tạng ra đem như vậy? Tức là mở cái thân, cái khẩu, cái ý. Mà cái thân mình đó mà phóng tâm ra đó, tức là mình không kiềm chế được cái tâm mình, thì cái tâm mình có ba cái trường hợp gọi là thân, khẩu, ý. Thì trong ba cái thân nó có sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Cái tà dâm đó là cái nghiệp của cái thân. Nghiệp cái khẩu có bốn: lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác ngữ, hay là ác khẩu, rồi giọng ngữ. Đó là bốn, cái khẩu có bốn. Ý nó có ba: là tham, sân, si. Thì ba cái tam nghiệp này gọi là tam bành này đó, mở ra thì nó sẽ ra thành thập thiện hoặc là thập ác. Nếu mà chúng ta giữ được cái thân, cái khẩu, cái ý đều thánh thiện thì nó là thập thiện. Nếu chúng ta nghĩ đến cái thân tam bành chúng ta mở ra là nó sẽ đi vào 10 điều ác. Tại sao người ta gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý? Người ta ám chỉ sao lục tạc. Lục tạc có nghĩa là sáu cái căn này nó mở ra. Nhãn tức là mắt, nhĩ lỗ tai, tỷ mũi, thiệt lưỡi, thân, ý. Như vậy là nhãn tức là mắt chúng ta thấy cái sai, cái quấy của người. Lỗ tai chúng ta nghe âm thanh, tiếng. Nói về chúng ta hoặc là về người nào đó. Mũi chúng ta ngửi được cái mùi thơm. Thiệt là lưỡi, là chúng ta thích những cái ngon, cái lạ, nêm nếm hương vị của nó. Thân chúng ta thích sung sướng, ý chúng ta thích như thế này thế nọ, gọi là tâm duyên ý mã, là chúng ta không kiềm chế được thì nó trở thành lục tạng.
tiêu biểu cho cái lục căn này mà nó không thanh tịnh thì nó gọi là lục tặc, là sáu cái tên cướp mà nó cướp đi cái tài sản quý báu của chúng ta là lục căn. Khi ta chúng ta phóng tâm rồi, chúng ta thấy cái sai cái quấy của người, chúng ta nói cái này mâu móc cái kia, nó như vậy vậy, nó làm cho chúng ta mất đi cái lục căn thanh tịnh. Mà nếu lục căn chúng ta kiềm chế được nó, nhãn thấy được chân chánh, nhĩ nên nghe những lời của thánh hiền tốt đẹp, ví dụ như vậy thì mình chúng ta kiềm chế được thì nó trở thành lục căn. Mà lục căn thanh tịnh được thì đồng Phật chứng Tây Phương. Đó là nói về tam bành lục tạc. Trong học Phật giáo, Phật học thì nói là tam nghiệp và lục căn. Tam nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, lục căn thanh tịnh thì cũng đồng giảng Tây Phương. Cư dần bất nhiễm là thánh lẫn tục, đừng mê ấy chứng bậc hiền. Đó, thưa bà và đại chúng. A Di Đà Phật, kính chúc Bà Liễu Lê thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành, viên thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn lời giải đáp thỏa đáng của thầy. Hy vọng bà Liễu Lê sẽ phải hài lòng ạ. Bây giờ con kính mời thầy đi vào chương trình chính hôm nay. Xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi Tỳ Kheo Tăng Thích Mật Hạnh về Bát Nhã Ba La Mật. Cái tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật mà sanh được trí tuệ, đi vào sâu vào Bát Nhã. Thường thường thì chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh thì chúng ta đọc Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Xa Lợi Tự Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thì Không, Không Tức Thì Sắc, Thọ Tưởng Hành Thương Diệt Phục Như Thị. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chi, vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận nại chi, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô chi việt, vô đắc dĩ, vô sở đắc cố, bồ đề tán đỏ y, bát nhã ba la mật đa cố. Tầm vô quái ngài có vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc a nậu đá la tam hiệu tam bồ đề cố chi Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú na chờ nhân thiết khổ chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thiết chú yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tán bà hai yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tán bà hai yết đế ba la yết đế tán bà hai. Đó là cái tâm kinh Bát Nhã nói về quán tự tại Bồ Tát. Ngài hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa soi thấy năm quẩn đều không có gì, sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Diệt phục như thị có nghĩa là cái sắc có sắc là cái pháp hữu hình, ắt nó có ngoại. Thọ có cảm, có thọ thì nó cũng nó vô thọ, mất đi cái thọ.
không còn cái thọ được nữa. Cái tưởng, cái tư tưởng, cái tưởng, tưởng điên đảo, người tưởng chánh niệm thì tưởng chánh niệm nó còn, tưởng cái điên đảo không còn. Hành là những cái hành, cái cử chỉ, sở hành, pháp hành. Tất cả những cái pháp, chánh pháp, chúng hành chánh pháp, hành chánh đạo. Diệt phục dư thị, nghĩa là mình diệt trừ những cái chướng, nghiệp chướng của chúng ta, chướng duyên của chúng ta. Cho nên các ngài Bồ Tát dùng trí mắt nhã soi thấy năm uẩn đều không. Chúng ta có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành thức uẩn. Chúng ta cho là có, cho nên là thật chúng ta thấy sắc. Cái sắc là cái sự có hình có tướng, là chúng ta cứ nghĩ cái đó là cái trường cũ. Rồi cái sắc cũng là cái sắc đẹp, chúng ta thấy chúng ta muốn sở hữu cái gì cái sắc. Thì chúng ta phải có khi là dùng cái ý nghĩ bất chính mà nghĩ tới cái sắc, làm cái sắc đó để cái sắc thuộc về mình. Rồi cái thọ dụng để cảm xúc, tưởng, cái tư tưởng, hành pháp hành là cái những cái hành, cái cử chỉ, cái tạo tác không chân chánh, không không phải là cái pháp hành của người thánh nhân. Thức là cái sự hiểu biết, cái thức, thức trần của chúng ta, cái thức là những cái mà hiểu biết về chân chánh. Thì chúng ta không tầm hiểu về cái thức, mà chúng ta chỉ thức theo cái trần thế, hiểu biết theo cái trần thế, tìm tòi có trần thế. Diệt phục như thị, chúng ta phải bỏ những cái này thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là không, pháp quẩn là không, không có. Cho nên có quẩn mà không quẩn là như vậy. Xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Pháp của Phật là pháp như như. Ở cái khế hợp được vào thời điểm nào cũng giống được, dùng được, phù hợp được. Và pháp có thể nói là một cái ngữ ngôn, cũng có thể có hình có tướng, cũng có thể không hình không tướng. Bất sanh bất diệt, pháp của Phật, lời nói của Phật không có sanh, tức không có tăng trưởng thêm, mà cũng không giảm bớt, cũng không có mất. Bất tăng bất giảm. Nại trí vô thứ giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Nếu chúng ta diệt được những cái vô minh thì nó thành cái ánh quang minh, diệt tận gốc cái khổ. Tâm vô quan ngại có vô hữu khủng bố. Nếu mà dùng tâm bát nhã, người trí tuệ làm việc gì cũng vậy, suy nghĩ trước những cái việc làm, hậu quả của những việc làm, nói năng cẩn trọng, hoặc là hành xử theo chánh pháp, hành xử theo đạo quân tử, thì chúng ta không có ngại cái gì hết, không sợ ai khủng bố gì hết. Tại vì mình nói những lời chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy.
Nhưng ngược lại chúng ta không giữ được cái chánh kiến di mộng đảo mơ mộng điên đảo, như vậy thì không có đạt được trí tuệ bát nhã ba la mật. Các vị Bồ Tát vượt qua khát khổ ách yết đế ba la yết đế ba tăng yết đế Bồ Tát, và tức là vượt qua cảnh khổ. Đó là nói về cái sự mà vô thượng chú, vô đẳng chú, tức là tối thượng của trí tuệ bát nhã. Nói trong bát nhã thì cũng có nói lên sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nó cũng ảnh hưởng tới cái lục căn, sáu căn và sáu trần của chúng ta. Tam nghiệp thanh tịnh, lục căn thanh tịnh là chúng ta đi vào bát nhã rất là dễ dàng, rồi đạt sự trí tuệ của bát nhã, vượt qua những cảnh khổ, cũng như con thuyền đang trong biển khơi mà có định hướng thì con thuyền đó sẽ đi đến bờ, đến bến. Người tu của chúng ta dù xuất gia dù tại gia, định hướng dũng mãnh tinh tiến, giống như khúc củi, một khúc gỗ trôi ở dòng, giữa dòng sông, không tấp bên phải, không tấp vào bờ trái, thì hẳn nhiên là sẽ chảy ra tới biển Đông. Biển Đông là nó tiêu biểu cho cảnh giới siêu thoát, đạt được đạo quả. Cho nên mới nói là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Đó A Di Đà Phật. Thì trong cái chương trình của chúng tôi nó không có thời giờ, cho nên chúng tôi chỉ cô động một phần nào trong cái Bát Nhã Tâm Kinh để chia sẻ. Kính mong đại chúng liễu chi A Di Đà Phật. Dạ, thay mặt ban biên tập chương trình Tôn Giáo và Đời Sống cùng quý khán thính giả của VVN Radio 1600 AM và trên kênh YouTube Huy Tâm Channel, Ngọc Liên vô cùng cảm niệm công đức quý báu của Thầy đã dành thời gian để chia sẻ những bài pháp thoại vô cùng hữu ích hôm nay. A Di Đà Phật. Rồi trước khi dứt lời, chúng con tùy theo tăng thích và hạnh chân thành trân trọng cảm tạ công đức lớn các vị cao tăng thạc đức đã dịch tác dịch thuật trước tác dịch thuật những bản kinh lời vàng tiếng ngọc của Phật còn lưu lại thế gian này, mà con là được cái người được học hỏi và nguyện y giáo phụng hành, kính chúc cho các ngài pháp thể kinh năng chúng sanh vị đạo, vị độ Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Kính chúc đại chúng tinh tấn tu hành viên thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thưa quý khán thính giả, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Ngọc Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong các buổi pháp thoại khao. Xin trân trọng kính chào tất cả. A Di Đà Phật.
Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong ánh đao vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngày thịnh ca giải thoát chúng sanh, chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo sáng quanh mình. Bao mối vui lành tràn lan hồng than đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Nào cùng nắm tay kết nên một đài sen, cùng làm sao cho đời đời ngát hương muôn phương thắm nhuần Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong ánh đao vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngày thịnh ca giải thoát giáo giác quanh mình. Bao mối vui lành tràn lan hồng tan đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn. Nói tấm gương ngày thịnh ca giải thoát chúng sanh, chúng ta giúp lòng nguyện cùng giáo giác quanh mình. Bao mối vui lành tràn lan hồng tan đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Nào cùng nắm tay kết nên một đài sen, cùng làm sao cho đóa sen người đời đời ngát hương muôn phương thắm nhuần Phật giáo.